Kính thưa Hội Thánh của Chúa, như tôi đã nói cách đây 2 tuần, tôi nghĩ rằng sẽ không có cuộc chiến xảy ra giữa Nga và Ukraine. Nhưng đó chỉ là những phút nghỉ ngơi tạm thời, để rồi ngày 21 tháng 2 năm 22 thì Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh tuyên bố công nhận chủ quyền độc lập 2 vùng ly khai trong lãnh thổ phía đông Ukraine, tức là Lugan và Donetsk. Và ngày 24 tháng 2 năm 22 thì đã phát động chiến tranh. Chúng ta biết Nga và Ukraine đều thuộc về khối Liên Xô cũ. Khi khối Liên Xô sụp đổ thì Ukraine đã tuyên bố độc lập rời khỏi Liên bang Nga. Nhưng tại Ukraine trong suốt thời gian qua đã xảy ra nội chiến với phe ly khai do Nga ủng hộ. Và trong khi Ukraine vận động để được gia nhập vào khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương do Mỹ cầm đầu, thì Nga đã kịch liệt phản kháng, cho rằng điều đó đe dọa đến an ninh của Nga. Và lấy lý do đó, Nga đã tiến hành tấn công Ukraine. Hôm nay cuộc chiến đã kéo đến ngày thứ 11 và số binh sĩ đã chết hàng chục ngàn người. Ukraine nói rằng binh sĩ Nga chết trên 7.000 và Ukraine là 3.000. Nhưng mà bên phía Nga thì nói rằng chết chỉ có 500, bị thương 1.600 và bên Ukraine chết nhiều hơn. Dầu vậy thì đã có người chết. 7 triệu người ở tại Ukraine đã phải di tản sang các nước láng giềng châu Âu. Các nước láng giềng châu Âu đã mở ra sự giải cứu 7 triệu người tị nạn ở đây. Và đã cho họ một nơi định cư tạm thời từ 1 đến 2 năm, tạo công ăn việc làm cho họ và chờ đợi cho đến ngày bình yên họ trở về gia đình của mình. Họ bỏ tất cả nhà cửa, tài sản, ruộng vườn và đi với 2 bàn tay trắng. Ở tại Ukraine hiện có 350.000 người Do Thái. Và đất nước Israel đã kêu gọi những người Do Thái hãy trở về với quốc gia Israel. Họ sẽ mở cửa đón nhận tất cả. Ở Việt Nam chúng ta thì có trên 1.000 người ở tại Ukraine. Và trong những ngày qua thì chính quyền cũng tạo điều kiện có những chuyến bay miễn phí để đưa công dân Việt Nam trở về Việt Nam. Đó là những sự giải cứu mà chúng ta thấy. Ngày 25 tháng 2 thì trong bài phát biểu trước người dân của Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, ông kêu gọi các nước phương Tây, châu Âu giải cứu Ukraine. Ông đã nói rằng tôi đã gọi điện thoại đến 27 quốc gia để xin viện trợ quân sự, nhân lực, nhưng họ rất hững hờ. Ukraine đương chờ một sự giải cứu, và những ngày qua các nước phương Tây và châu Âu đã hỗ trợ rất nhiều tiền bạc, khí tài, quân dụng, nhưng mà chưa cử quân đội đến. Người dân Ukraine đương cần sự giải cứu, đất nước Ukraine đương cần sự giải cứu. Thế giới những ngày qua chúng ta thấy dịch bệnh lan tràn hơn bao giờ hết. Từ khi có biến chủng Omicron thì con số đã tăng lên như cấp số nhân. Ở Việt Nam chúng ta trước đây chúng ta thấy là 5.000, 10.000, 15.000 ca nhiễm là đã quá nhiều. Nhưng bữa nay quý vị đã biết lên 125.000 ca nhiễm. Đó là những ca người ta ghi nhận được. Còn những ca người ta không có ghi nhận, không có báo cáo thì không biết là bao nhiêu. Chúng ta cũng cần một sự giải cứu. Thế giới cũng cần một sự giải cứu. Ngày 26 tháng 2 vừa rồi thì một đoàn du lịch đã đi Cù Lao Chàm và trở về bằng cano
39 hành khách và tài công và hai tài phụ nữa là 42 người. Nhưng tàu đi vào đến cửa đại của Hội An thì bị sóng đánh lật úp, và chiếc cano thì bít bùng, cho nên những người nào thoát ra ngoài được thì còn sống, những người nào mắc kẹt lại thì phải chết. Người ta đã nỗ lực để giải cứu những người chồng, giải cứu được những người khác, nhưng mà không giải cứu được vợ của mình. Và 17 người đã phải chết ở trong cái cuộc đó. Thật là một sự tang thương cho những gia đình. Trong đời sống theo Chúa của chúng ta có nhiều hoạn nạn và thử thách, và chúng ta cần sự giải cứu của Chúa. Và bao nhiêu lần trong đời sống của chúng ta kinh nghiệm sự giải cứu của Ngài, và chúng ta biết ngợi khen Ngài. Trong tuần qua cũng là một tuần cũng rất là bận rộn, với hai lễ cảm tạ Chúa mừng tăng gia, một lễ cải táng, một lễ tang, một lễ báp têm. Nhưng chúng tôi thấy cái tinh thần cảm tạ Chúa ở trong vòng con cái của Chúa, trong bất cứ lễ nào cũng thấy cái tinh thần cảm tạ Chúa cả. Tôi đến thăm bà Nguyễn Văn Bông, bà cũng cảm tạ Chúa. Cho nên chúng ta dầu ở trong hoạn nạn thử thách mà được Chúa giải cứu cách nào, chúng ta cũng có cớ để cảm ơn Chúa cả. Cái sự giải cứu của Chúa không phải là chúng ta hoàn toàn được giải cứu bình an, mà có thể ngay trong sự tan chế chúng ta cũng biết đó là sự giải cứu của Chúa. Một người như ông Nguyễn Văn Bông về yên nghỉ trong nước của Chúa, nhẹ nhàng, sau một thời gian ngắn đau bệnh, cũng là sự giải cứu của Chúa, nếu chúng ta nhìn theo quan điểm đức tin. Cho nên vấn đề là chúng ta có ngợi khen Chúa trong những sự giải cứu của Ngài dành cho chúng ta hay không. Bài học trong sáng hôm nay với đề tài giải cứu và ngợi khen, chúng ta mở Kinh Thánh Thi Thiên 107 câu 19 đến 21. Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Câu gốc ở trong Thi Thiên 50 câu thứ 15: trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Phần thứ nhất chúng ta suy gẫm ở đây đó là được Chúa giải cứu. Điểm thứ nhất là kêu cầu Chúa trong cơn gian truân, câu 19 phần A. Bây giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường gặp tai ương hoạn nạn, đó là điều tự nhiên. Nhưng chúng ta có nhớ đến Chúa và kêu cầu Ngài hay không, đó lại là một vấn đề khác. Có những người có những hoạn nạn và thử thách nhưng che giấu những điều đó và cố gắng để nín chịu, chấp nhận cho đến khi không thể nào nín chịu được nữa thì mới mở miệng ra để kêu cầu Chúa. Có những người lâu nay không thấy nhóm thờ phượng Chúa, nhưng mà khi trong nhà có tai nạn, hoạn nạn, đau yếu bệnh tật thì điện thoại nhờ mục sư và hội thánh cầu nguyện. Dầu vậy có còn hơn không? Dầu đức tin của người ấy là ít, nhưng ít nữa cũng biết đặt đức tin nơi Chúa trong những cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn của mình. Nhưng có nhiều con cái của Chúa có những nan đề ở trong đời sống, nhưng mà không có chia sẻ điều đó cho hội thánh, cho mục sư. Và hội thánh biết những cái thông tin này, thông tin kia từ người này, từ người kia, và hội thánh cũng dâng lời cầu nguyện.
nhưng không biết rằng đức tin của gia đình người ấy có đồng lòng để hiệp chung trong sự cầu nguyện hay không. Khi một người tín hữu không có báo lên, không có xin cầu nguyện, thì sẽ rơi vào hai cái trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là không có đức tin để tin cậy nơi Chúa. Hai là không muốn ai biết nan đề của mình. Như vậy, hội thánh biết được thì có nên cầu thay cho những vấn đề đó hay không? Trên tinh thần hội thánh vẫn cầu nguyện, nhưng sự cầu nguyện như vậy nó không có hiệu quả bởi vì không thấy đức tin của gia đình. Ông Giác Cơ nói sao? Trong anh em có ai đau yếu thì hãy mời các trưởng lão hội thánh đến để nhân danh Chúa cầu nguyện. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ ấy. Nhưng nếu chúng ta không có mời mục sư, không có mời hội thánh, không có xin hội thánh cầu nguyện cho, thì sự cầu nguyện đó có bởi đức tin hay không? Và chúng ta có hưởng sự linh nghiệm khi chúng ta không có nhu cần để cầu xin Chúa hay không? Cha mẹ đôi khi biết con nó cần cái điều này, con cần điều kia, nhưng mà cũng muốn nó nói ra cái điều nó cần để cha mẹ thấy rằng nó thật sự ý thức rằng đó là điều nó cần để cha mẹ có thể giúp đỡ. Con cái của Chúa cũng vậy, đừng nghĩ rằng Chúa biết tất cả mọi điều, không cần phải thưa với Chúa. Nhưng mà khi chúng ta thưa với Chúa có nghĩa là chúng ta thấy điều đó là cần cho chính mình và tỏ ra đức tin. Chúng ta thấy rằng ở trong các câu chuyện Chúa chữa lành tật bệnh đó là luôn có cái sự cầu xin từ người bệnh. Cho nên xin Chúa thương xót giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta phải biết kêu cầu Chúa trong khi gian truân. Và những nan đề lớn chúng ta không giải quyết được thì phải thông báo cho hội thánh, mục sư, ban chấp sự hội thánh để cầu nguyện Chúa giải cứu mình trong cơn gian truân. Còn nếu không thì đừng trách hội thánh là không có quan tâm, không có cầu nguyện. Vì đọc kinh nhớ, đọc kinh nêu, phải không? Những ngày qua một số con cái của Chúa bị nhiễm COVID, nhưng rất ít người điện thoại lên để báo cho hội thánh biết để cầu nguyện. Cho nên ở trong cái chương trình tôi không để tên ai hết. Cầu nguyện cho những người bị nhiễm COVID, tôi không để tên một người nào. Bởi vì để tên thì sẽ sót người này có, người kia không. Và những người khác thì thấy rằng mình tự giải quyết được vấn đề thôi, không cần phải báo hội thánh. Nhưng hội thánh biết, hội thánh vẫn cầu nguyện. Và không biết rằng đức tin của chúng ta có đặt vào ở trong những cái lời cầu nguyện đó hay không. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Và cơ đoạn 4 câu 2 nói rằng anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Đã. Và nếu chúng ta không tận dụng cái đặc ân Chúa dành cho chúng ta để cầu xin thì chúng ta sẽ không có cớ để ngợi khen Chúa. Thi Thiên 18 câu thứ 6: trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi, tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. David viết cái câu này ra cho mọi người biết rằng trong cơn gian truân ông hết lòng cầu khẩn Chúa, tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng ông và tiếng kêu cầu của ông thấu đến tai của Ngài. Khi đọc cái Thi Thiên này ra thì tất cả mọi người đều biết và tất cả mọi người đều hiệp lòng để có thể cầu nguyện với Chúa. Chúa dạy nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin. Vậy muốn được Chúa giải cứu thì trước nhất hãy kêu cầu Chúa trong cơn gian truân. Điểm thứ hai, Chúa giải cứu khỏi điều gian nan, câu 19 phần B. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Chúng ta kêu cầu Chúa, Chúa bèn nghe và giải cứu chúng ta khỏi hoạn nạn. Thi Thiên 106 câu 44: dầu vậy khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đói xem họ trong cơn gian truân của họ.
Khi nghe tiếng kêu cầu thì Chúa liền đoái xem họ trong cơn gian truân của họ. Như vậy nếu không nghe tiếng kêu cầu thì làm thế nào Chúa có thể đoái xem sự gian truân của chúng ta? Có nhiều người trách Chúa không quan tâm đến mình, nhưng không hề có đức tin để cầu nguyện với Chúa, dâng trình những nan đề mình cho Chúa, rồi lại trách ngược Chúa không quan tâm đến mình. Chúa có nguyên tắc, Chúa có nguyên tắc của Ngài. Ở trong Thi Thiên 120 câu 1: trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi. Và chúng ta biết rằng Thi Thiên 107 câu 6 này đó thì đã được lặp lại nhiều lần, câu 13, câu 19, câu 28. Trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, được chép 4 lần ở trong Thi Thiên 107. Như vậy về phương diện chúng ta là chúng ta phải kêu cầu, và về phương diện của Chúa thì Ngài lắng nghe, nhậm lời và giải cứu. Nếu chúng ta không kêu cầu thì cũng chưa có sự giải cứu của Chúa. Tuy nhiên cái sự giải cứu của Chúa theo ý muốn của Ngài, theo thời điểm của Ngài, chứ không phải là ngay lập tức theo ý muốn của chúng ta. Chúa giải cứu trong cái thời điểm tốt nhất cho chúng ta. Ông Joseph, ông ở trong tù đó thì ông muốn Chúa giải cứu ngay lập tức. Ông nói với quan tử chánh rằng sau khi ông ra khỏi tù thì thưa ngay với vua để giải cứu tôi ra khỏi nơi này. Nhưng mà Chúa làm cho ông quan tử chánh quên 2 năm. Để đúng 2 năm sau ông này mới nhớ, và Joseph được ra khỏi tù để giải đáp điềm chiêm bao cho vua, và từ một tên tù trở thành tể tướng của xứ Ai Cập. Nếu ông quan tử chánh nhớ tàu ngay thì Joseph đã ra khỏi tù và đã đi đâu mất, không có cơ hội để lên làm tể tướng. Cho nên Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta theo cách của Ngài và theo cái thời điểm của Chúa, không phải theo thời điểm chúng ta. Nhưng về phần chúng ta phải kêu cầu Ngài và giao phó nan đề của mình cho Chúa giải quyết. Điểm thứ ba, Chúa chữa lành tật bệnh, câu 20 phần A. Ngài ra lệnh chữa họ lành. Bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Chúa là đấng chữa lành cho tội nhân qua dòng huyết báu của Ngài, cho nên Ngài cũng chữa lành những tật bệnh của chúng ta. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi của Ngài, chúng ta được lành bệnh, những tật bệnh về thể xác, những tật bệnh về tâm linh. Chúa cũng đã chữa bệnh cho ông vua Ê-xê-chia, các vua thứ nhì, đoạn 20, câu thứ 5. Hãy trở lại nói với Ê-xê-chia, vua của dân sự rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít tổ phụ ngươi phán như vậy: ta có nghe lời cầu nguyện dương ngươi, thấy nước mắt của ngươi, này ta sẽ chữa lành cho ngươi, đến ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên đền Đức Giê-hô-va. Chúa nhìn thấy nước mắt của Ê-xê-chia, Chúa nhìn thấy sự kêu cầu khẩn thiết của Ê-xê-chia, và Chúa chữa lành cho ông, bảo ông rằng ông sẽ được lành, đến ngày thứ ba ông sẽ trỗi dậy để lên đền thờ của Chúa. Chúa cũng đã chữa lành cho dân sự của Ngài. Sử ký thứ nhì, đoạn 30 câu 20: Đức Giê-hô-va dũ nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia và chữa lành cho dân sự của Chúa. Thi Thiên 30 câu thứ 2: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, ôi tôi kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành tôi. Những ngày qua nếu chúng ta xem Facebook thì chúng ta sẽ thấy rằng ở Phúc Âm thì anh Lợi có đăng lên một cái tin: cảm ơn Chúa đã chữa lành bệnh ung thư cho một con cái của Chúa. Bệnh ung thư là bệnh nan y, nhưng mà không phải là Chúa không có quyền năng để chữa lành, mà Ngài chữa lành theo cách của Ngài. Phần chúng ta hãy cứ đặt đức tin nơi Ngài. Ở trong tật bệnh của chúng ta, nhất là tật bệnh COVID đó, thì chúng ta cảm nhận sự chữa lành của Chúa rất là tốt đẹp, rất là mau chóng. Và cảm ơn Chúa, tôi cũng bị nhiễm bệnh COVID, nhưng Chúa cho là không có bỏ hội thánh, vẫn hầu việc Chúa được với hội thánh. Đó là ơn của Chúa ban cho,
để chúng ta có cớ cảm tạ và ngợi khen danh của Ngài. Chúng ta phải lấy đức tin cầu xin và chờ đợi Chúa thuận phục ý muốn của Ngài. Và chữa lành hay không là ý muốn của Chúa. Và chữa lành cách nào cũng là chương trình của Chúa. Việc của chúng ta là cầu nguyện và giao phó nan đề mình lên với Chúa. Điểm thứ tư, Chúa cứu khỏi sự chết. Câu 20 phần B, rút họ khỏi cái huyệt. Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta, nên Ngài cũng cầm quyền trên sự sống và sự chết của chúng ta. Cuộc đời chúng ta Chúa định bao nhiêu năm trên đất rồi, có lo lắng cũng không kéo đời mình dài thêm một khắc được. Tuy nhiên cuộc sống thì có nhiều rủi ro, tai nạn bất trắc, thì Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi sự chết trước thời hạn của Ngài. Ví dụ như Chúa định chúng ta là 80 tuổi sẽ qua đời, nhưng mà 50 tuổi thì chúng ta gặp một cái tai nạn, thì Chúa giải cứu chúng ta để chúng ta có thể sống đến 80 tuổi là cái thời điểm mà Chúa định. Trong thời gian qua thì Hội Thánh có cầu nguyện cho ông Nguyễn Tưởng, tức là cựu thư ký Hội Thánh Vĩnh Phước, và bây giờ ông là ủy viên trong ban trị sự Hội Thánh. Thì ông điện thoại và nói với chúng tôi rằng Chúa cứu ông trở về từ cõi chết. Những cái ngày mà nằm mê man ở trong bệnh viện đó, thì thậm chí gia đình đã nghĩ đến hậu sự, đã nghĩ đến. Và ông nói rằng Chúa đã cứu ông từ cõi chết trở về để ông tiếp tục sống, tiếp tục thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài. Vì Chúa có thời điểm cho đời sống của ông. Và ông gửi lời cảm ơn mục sư, ban chấp sự và con cái của Chúa đã nhớ đến ông mà cầu nguyện cho. Và sự cầu nguyện của tất cả mọi người đã giúp đỡ cho ông được Chúa nhậm lời chữa lành để ông tiếp tục sống thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài. Thi Thiên 33 câu 18-19, mắt Đức Giê-hô-va đói xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Thi Thiên 68 câu 20, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giải cứu chúng tôi, ấy là nhờ Chúa Giê-hô-va mà loài người được tránh khỏi sự chết. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 1 câu 10, ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy và sẽ cứu chúng tôi, phải chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Ai nói câu này? Ông Phao-lô. Được Chúa giải cứu ra khỏi sự chết nhiều lần, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Phao-lô sẽ không chết. Và cuối cùng Phao-lô chết ở đâu? Phao-lô chết ở Roma, khi ông bị di lý từ Jerusalem qua Caesarea đi về Roma, giảng tin lành ở đó một thời gian thì bị tử đạo dưới cái quyền thống lĩnh của bạo chúa Nero đó. Chúa giải cứu chúng ta khỏi chết trong trường hợp này, trong trường hợp khác, nhưng mà đến thời điểm Chúa rước linh hồn chúng ta. Chứ không có người nào sống đời cả, không có người nào sống đời. Đến một thời điểm chúng ta cũng phải chết, nhưng mà Chúa giải cứu chúng ta trước những cái thời điểm mà Chúa định chúng ta sống ở trên đất là bao nhiêu năm. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống thuật lại những công việc của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Daniel đã được cứu khỏi hàm sư tử, ba bạn Hebrew đã được cứu khỏi lò lửa hực, nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ không chết. Cuối cùng thì họ cũng chết, nhưng mà họ không chết trong lò lửa hực, họ không chết trong hàng sự tử, vì Chúa cứu họ. Sống chết là lẽ thường tình, nhưng chết rồi đi về đâu mới là điều quan trọng. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài cứu chúng ta khỏi sự chết tâm linh khi chúng ta tin nhận Chúa đó. Bây giờ nếu mình có chết về thân thể đi nữa thì linh hồn mình về yên nghỉ trong nước của Chúa phước hạnh, giống như ông Nguyễn Văn Bông vậy thôi. Nhưng mà Chúa có thể giải cứu chúng ta ra khỏi sự chết về thể xác nếu trước thời điểm của Chúa thì Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Nhưng mà đến thời điểm của Chúa thì chúng ta về yên nghỉ trong nước của Chúa, đó là điều bình thường. Nhưng mà mỗi người chúng ta
đều có thể kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa ra khỏi sự chết. Nói chuyện với cô Hồng Bích thì cô vui mừng, cảm ơn Chúa. Cô nói rằng Chúa chữa lành tật bệnh cho em, chứ em không chết đâu. Em không chết, Chúa chữa bệnh cho em. Bữa nay thì cô cũng đã khỏe nhiều và chuẩn bị cho đợt quá trị thứ hai. Sẽ còn nhiều đợt quá trị nữa, mà chúng ta tiếp tục cầu nguyện với đức tin cô đạt nơi Chúa và nhờ Hội Thánh của Chúa hiệp chung trong sự cầu nguyện. Chúng ta tin rằng Chúa sẽ làm một sự giải cứu. Phần thứ hai là ngợi khen Chúa vì được giải cứu. Khi chúng ta được Chúa giải cứu ra khỏi hoạn nạn rồi thì chúng ta phải ngợi khen Chúa. Điểm thứ nhất là ngợi khen sự nhân từ của Chúa, câu 21 phần A. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài. Sự nhân từ thương xót là bản tánh của Chúa. Chúa lấy sự nhân từ thương xót đối đãi chúng ta, nên chúng ta có nghĩa vụ ngợi khen sự nhân từ thương xót ấy. Thi Thiên 58 câu 16: Tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa, vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, một nơi ẩn náu mình trong ngày gian truân. Thi Thiên 63 câu 3: Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy ca hát và nói ra lời cảm tạ là sự ngợi khen Chúa của chúng ta. Khi chúng ta làm chứng thì thường kết hợp với một bài hát, đó là cách mà chúng ta ngợi khen Chúa. Đừng nghĩ rằng mình hát không hay, nhưng mà mình hát với tất cả tấm lòng thì Chúa nghe chúng ta. Hội Thánh vẫn tạo điều kiện cho con cái của Chúa được ngợi khen Chúa, được làm chứng về Chúa và được hát tôn vinh danh Ngài. Trong hai cái lễ tăng gia, nhà của ông bà Trần Xuân Cảnh và nhà của cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, chúng tôi đã nghe những lời làm chứng cảm tạ Chúa. Mà đúng, không phải là nó bình thường, nhưng mà cái điều Chúa ban cho nó lạ lùng, nó lạ lùng. Và cái sự cảm tạ Chúa của chúng ta là thật, chứ không phải là cái thủ tục, không phải là quen miệng, mà là những gì nó xuất phát từ tấm lòng biết ơn Chúa về những điều lạ lùng Chúa ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa về điều đó. Điểm thứ hai là ngợi khen các công việc lạ lùng của Chúa, câu 21 phần B. Vì các công việc lạ lùng Ngài đã làm cho con loài người. Chúng ta ngợi khen sự nhân từ Chúa, bây giờ chúng ta ngợi khen các công việc lạ lùng mà Chúa làm. Chúng ta vẫn thường cất giấu những ơn phước Chúa chỉ riêng chúng ta và gia đình chúng ta biết mà thôi. Nhưng Chúa muốn chúng ta nói ra ơn phước để mọi người cùng nghe và cùng cảm tạ Chúa. Rồi họ sẽ bắt chước như chúng ta để sẽ được nhận phước như chúng ta. Thi Thiên đoạn 9 câu 1: Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va và tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hết lòng cảm tạ Chúa thì phải tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài bằng cách làm chứng, nói ra cho người khác nghe và cùng hiệp chung cảm tạ Chúa với mình. Thi Thiên 78 câu 4: Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy cùng con cháu họ, bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai những sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyền năng Ngài, các công việc lạ lùng mà Ngài đã làm. Chúng ta không giấu ơn phước của Chúa mà nói lại cho hậu tử chúng ta, để rồi hậu tử của chúng ta biết mà tiếp tục ngợi khen Ngài. Có những gia đình truyền thống ở trong Hội Thánh của Chúa từ đời ông, đời cố, đời ông, đời cha cho đến đời cháu, đời chắc. Bởi vì sao? Bởi vì họ truyền lại cho con cháu đức tin, ơn phước của Chúa đã ban cho. Nhưng mà cũng có những gia đình cái dòng họ nó bị đứt ngang. Đời cha, đời ông thì trung tín, mà đến đời con, đời cháu không trung tín nữa. Bởi vì không có truyền lại cái di sản đức tin, không có truyền lại những ơn phước Chúa ban cho. Ngày xưa chúng ta thấy rằng dân sự của Chúa thì không có phương tiện gì, thì họ lập bàn thờ, rồi họ chắc đá lên, họ lập bàn thờ để chi? Để cho con cháu về sau nó hỏi rằng cái bàn thờ này, cái đống đá này ý nghĩa gì? Và những người lớn tuổi sẽ giải thích cho nó biết việc Chúa làm để nó nhớ, nó đi theo con đường của Chúa.
Thi Thiên 107 câu 21 lặp lại 4 lần. Câu 8, câu 15, câu 21, câu 31 có nghĩa là lặp lại đến 5 lần. Đây là điều quan trọng, cho nên Thi Thiên đã lặp lại đến 5 lần. Phải ngợi khen các công việc lạ lùng mà Ngài đã làm cho các con loài người. Và chúng ta ngợi khen Chúa bằng cách là làm chứng, hát ngợi khen, cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện thì người khác cũng biết để cảm ơn Chúa. Thi Thiên 57 câu 9, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, hát ngợi khen Chúa trong các nước. 104 câu 33, hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng đây. Rồi chúng ta phải ghi chép lại ơn phước của Chúa để cho thế hệ mai sau biết được những điều Chúa làm đời cha, đời ông, để rồi chúng tiếp tục đi theo con đường của Chúa. Malachi đoạn 3 câu 16, bây giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Chúa để ý nghe và Chúa cũng ghi chép lại những cái lời mà những người kính sợ Chúa nói với nhau. Những người kính sợ Chúa nói với nhau là cái gì? Là toàn là những lời ngợi khen cảm tạ. Chúa cũng nghe và Chúa cũng ghi lại. Thì chúng ta cũng nên ghi lại ơn phước của Chúa. Hãy dư dật trong sự cảm tạ, ngợi khen để mình, gia đình mình, con cháu của mình không hề quên ơn Chúa và trung tín theo Chúa đến cùng. Như vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã ở cùng chúng ta trong cơn hoạn nạn thử thách và Chúa đã giải cứu chúng ta. Ít nữa chúng ta cũng đã kinh nghiệm ít nhiều sự giải cứu của Chúa. Nhưng vấn đề ngợi khen cảm tạ Chúa, chúng ta đã làm đúng mực chưa? Đúng theo như điều Chúa muốn chưa? Có nhiều người được Chúa giải cứu ra khỏi sự chết, phép lạ rất là rõ ràng, nhưng mà không có thấy làm chứng cảm tạ Chúa. Chúa có 10 người phung đến với Chúa Giê-xu và Chúa bảo rằng hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Vì các người phung thì sống biệt riêng, bị cách ly khỏi cộng đồng. Bây giờ Chúa bảo đi trình cho các thầy tế lễ là sao? Nhưng mà họ đức tin, họ vâng lời, họ đi. Trong khi đi như vậy thì họ lành phung hết, tất cả những cái vết phung nó lành hết và da thịt trở lại bình thường. Nhưng chỉ có một người Samari quay trở lại để cảm tạ Chúa. Đến nỗi Chúa ngạc nhiên, Chúa nói rằng còn 9 người kia ở đâu? Có phải 10 người đều được lành không? Thì ông nói rằng đúng như vậy, nhưng mà con chỉ có mình con đến để cảm tạ Chúa. Chúa ngạc nhiên, 9 người Do Thái đều vô ơn, mà cái người biết ơn lại là người Samari, là người Do Thái coi như là người ngoại quốc. Những người chúng ta nghĩ rằng họ sẽ tạ ơn Chúa thì không tạ ơn Chúa, mà những người chúng ta nghĩ rằng họ sẽ không tạ ơn Chúa thì họ lại tạ ơn Chúa. Đó là cái điều lạ. Có một thanh niên thì nhắn tin thường xuyên với tôi để trò chuyện, và tôi đã ghi lại những cái lời mà em nói ở đây. Con rất quý mến hội thánh của Chúa. Con rất vui vì được hầu việc Chúa. Con rất thích đến đền thờ để nghe mục sư giảng lời Chúa. Con cảm tạ Chúa đã cho con biết Chúa và tin nhận Ngài. Nhà con Tết này bắt con thắp nhang và vái lạy người chết, nhưng con không làm điều đó được vì con đã tin Chúa, chấp nhận sự nói xấu của họ. Con cảm tạ Chúa về điều đó. Con sẽ dâng hiến cho Chúa không giấu của cải mình vì sẽ bị tan rác làm hư. Những cái lời cảm tạ Chúa. Và tôi ước rằng em sẽ chia sẻ điều đó với hội thánh, về những cái điều Chúa làm ở trên đời sống của mình, về những cái phước hạnh mà Chúa ban cho đời sống của mình. Hãy tìm ra cớ để ngợi khen Chúa về sức khỏe, về tài chánh, về việc làm, về cơ hội, về sự nhận biết Chúa, về sự hầu biết Chúa của mình, để tôn vinh danh của Chúa đấng hằng sống vẫn đang hành động giữa chúng ta. Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta,
ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Câu này nó phải là hai vế nha, chứ không phải nói là trong ngày gian truân ngươi hãy kêu cầu ta, ta sẽ giải cứu ngươi, chấm, không phải. Mà là và ngươi sẽ ngợi khen ta. Như vậy Chúa làm cho chúng ta cái phần đầu của câu kinh thánh này rồi, và cái phần sau chúng ta đã làm lại cho Chúa chưa? Hội thánh luôn tạo điều kiện, không khi nào mà tôi từ chối con cái Chúa đăng ký làm chứng. Nhưng nhiều khi cả năm thì không có người nào đăng ký làm chứng. Vừa rồi thì cô Hạnh á, Hạnh Cảnh nói với tôi là muốn làm chứng trước hội thánh lắm, nhưng mà run, đứng lên một cái là quên tuốt lúc cho nên thôi làm chứng ít ít người. Mình cứ ghi nó ra ha, ghi nó ra đầy đủ để mình làm chứng, nhờ ơn của Chúa có sự dạng dĩ để làm chứng trước hội thánh. Và tôi nói rằng nếu con cái của Chúa đăng ký thì luôn luôn có tiết mục làm chứng ơn phước Chúa trong mỗi Chúa Nhật. Và tôi rất là được khích lệ trong những cái lời làm chứng như vậy. Nguyện sự giải cứu của Chúa là trải nghiệm phước hạnh, và sự ngợi khen Chúa là sự đáp ứng của chúng ta. Và hai việc này luôn đi đôi với nhau. Chúa giải cứu, chúng ta ngợi khen. Điều này sẽ khiến cho mọi người phấn khích, dâng lời tạ ơn Chúa và trung tín với Chúa để hưởng nhận những ơn phước Chúa ban như chính Chúa ban cho mình. Xin Chúa dùng điều này dạy dỗ tôi và quý ông bà anh chị em để chúng ta dư dật sự cảm tạ. Amen.